Yvonne, mình đã nói là sẽ rất thú vị mà. Ôi trời ơi, những chuyện này đối với mình không ngờ được, thú vị quá luôn á. Mình cũng thật sự không thể ngờ được luôn đó. Ủa, không phải cậu thường xuyên làm này hả? Không phải là tiệc tùng đâu, mình đang nói cậu đó. Lúc luyện tập cũng tốt rồi, nhưng mà lúc nãy thật sự phải nói là quá đỉnh luôn. Rất tuyệt vời luôn đó. Thôi đi, nhột quá. Cậu nói thật đi, cậu đã lén mình luyện tập đúng không? Đừng mơ, đừng có giỡn nữa. Thôi đi. Ủa? Thầy John Dương phải không? Yvonne, chuyện chúng ta tổ chức tiệc giữ bí mật với thầy John Dương nha. Tại sao? Thầy John Dương không có thích tiệc tùng. Vui lắm không hả? Thầy Trun Dân. Nè Yvonne, cô đừng xuất hiện ở Enter nữa. Thầy Trun Dân à, sao tự nhiên lại như vậy? Trong chứ tiếng Việt từ đâm sau lưng nói như thế nào vậy? Dạ. Đâm sau lưng người khác với vẻ mặt ngây thơ có thú vị không? Mấy người đáng lẽ phải tập luyện ở dưới tầng hầm lại đi lên trên tầng thượng biểu diễn. Cô đi đâu đừng nói là học trò của tôi nha, vì tôi thấy rất mất mặt. Cô biết tôi ghét nhất điều gì ở trên đời không? Là gì? Mấy người đã không có tài năng lại còn ra vẻ mình rất đáng sợ rồi làm ầm ĩ hết lên. Người ta gọi là bệnh ngôi sao. Cái gì vậy? Cái này phải bỏ đi chứ. Mấy cái người đó hả? Tôi nghĩ cứ kệ bọn họ, có khi lại tự xoay sở được cũng nên. Sơ Dân thì sao? Có được không? Cô bé đó quê một cục mà. Gì? Cậu đó là cà khịa đó hả? Ôi, quê mù vậy sao cậu còn để cho ra mắt? Thời thế bây giờ là vậy. Thiệt tình. Nói gì không biết nữa. Bực bội thiệt chứ. Nè, không lẽ ngoài thầy Trung Dân ra chúng ta không còn ai để học sao? Để đó đi, mình sẽ tìm thử. Không đâu, mình sẽ học từ anh Trung Dân. Gì? Mình nếu không phải anh Trung Dân thì sẽ không học. Gì chứ? Đúng chứ, mình nói đúng chứ. Gì vậy? Gì vậy? Tóm lại á, Trung Dân gì đó cũng biến đi. Bỏ đi, uống trước, vô đi. Vô đi. Dạ, xin chào anh. Ồ, anh biết ở trong tiếng Hàn á có câu nói như thế này nè, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh. Cô nói gì? Dạ tôi xin lỗi, tôi đã phạm phải sai lầm, nhưng mà tôi hứa nhất định sẽ không tái phạm. Ơi, sao hả? Hả? Hay tôi giúp cô nghỉ việc ở cửa hàng luôn nha. Ôi, gì vậy? Ôi. Tôi đang dọn nhà vệ sinh thôi. Ôi, thiệt tình đấy, đã bắn hết nước rồi kìa. Cô làm gì trong nhà vệ sinh nam vậy hả? Còn không mau ra đi, đi chỗ khác. Dọn vệ sinh thì đúng là việc của tôi rồi mà. Anh cứ làm tiếp đi. Gì chứ? Việc gì chứ hả? Nói thẳng ra đi, sao cô lại làm vậy với tôi chứ?
À, thành thật xin lỗi anh, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh mà. Ôi à, trời ơi, chắc tôi điên quá. Ôi, thiệt là. Ôi, một lát cậu thôi. Làm cái gì vậy trời ơi? Nè Mayuri, cô bé Việt Nam đó, cô đuổi đi. Nhưng mà tại sao? Cậu nói cô ta không biết đâm lén, rồi vì muốn học nên cậu mới dạy kia mà. Tôi không biết đâu nha. Tóm lại cô có đuổi hay không đi. Chủ nhiệm Bông. Dạ tổ trưởng. Cô Yvonne đó mà, nếu không có cô ấy ở cửa hàng, liệu như vậy có được không? Hôm nay có 5 nhóm khách Việt Nam đã đặt trước rồi đó. Đó, thấy chưa? Tôi không còn cách nào khác hết. Thật sự là không đuổi được sao? Hôm nay thời tiết đẹp quá ha. Nè. Ôi, hôm nay buổi siêu mệnh rất nghiêm trọng đó nha. Ôi thiệt tình. Ôi. 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 Yvonne, mọi chuyện tốt chứ? Không biết nữa. Mình sẽ như vậy tới khi được thì thôi. Thầy Chun Dân là người rất cứng đầu đó. Liệu có sao không? Cậu thấy mình sao? Giống đang giỡn hả? Thôi không biết đâu. Mình ở bên phía nào giành chiến thắng thôi. Mình hát cậu nghe nha. Ồ, được rồi, hay đó, mình nghe chứ. I need you girl. 혼자 사랑 알고 혼자서만 이별해 I need you girl 왜 아무런 Cậu đọc đáp đi. It goes round and round. Now we 자꾸 돌아오지. I go down and down. 이쯤 되면 내가 바보지. 나무 센스 잘 해봐도 어쩔 수가 없다고. 보면 내 심장 내 맘 내 가슴이 왜 말을 안 되냐고 또 혼자 말했네. 또 혼자 말했네. 또 혼자 말했네. 또 혼자 말했네. 넌 아무 말 안 해. 아 제발 내가 잘할게. 하늘을 또 파랗게. 하늘을 또 파랗게. Cậu giỏi quá đi. Thầy gọi em hả? Ồ. Thầy định sẽ làm sao đây? Tốt đúng không? Vậy thì sao? Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói cô ấy làm tốt thôi. Dạ chào anh. Thành thật xin lỗi anh. Thành thật xin lỗi anh. Ơi, cô đừng xin lỗi nữa được không? Cô đừng có nói mấy câu gì mà thắng bại gì nữa hết. Cũng đừng có dọn cái nhà vệ sinh nữa. Nhất là nhà vệ sinh nam đó. Đổi lại thì cô đưa sự dân tới cùng đi. Dạ. Stop. Tôi nói rất rõ rồi mà. Đưa sơ dân tới cùng. Phải vậy tôi mới nhận. Ra mắt cái gì chứ? Mấy đứa không có năng lực gì còn không biết xấu hổ nữa. Trời hết hồn. Gì vậy? Cậu uống thử đi. Tập luyện nhiều như vậy chắc cậu cũng rất mệt rồi. Nè Việt Nam, ý gì vậy? Sau này á, cậu tới Việt Nam thử đi. Tôi sẽ mua cà phê Việt Nam cho cậu. Mấy cái đó ở Seoul nhiều lắm nha. Vậy nên cậu biến giùm đi ha. Tôi biết rồi. Nhưng mà dù sao cái này...
Tôi không thích. Nè Việt Nam, tôi đã nói là tôi không thích rồi. Seyon à, tên của tôi là Yvonne đó. À, phải rồi, Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.